thì chào bạn, mình là Gà đây. Thì quay trở lại cái vấn đề về ba vật phẩm liên quan tới bộ phim Godzilla King of the Monster ha. Trong video trước mình có nói á, là ngay sau đó khoảng tầm 1-2 tiếng thì nó vừa ra một cái event các bạn. Đây có thể coi là cái event sau khi cái việc mà event hàng tháng này kết thúc của Roblox nha các bạn. Ok, thì nếu bạn là những người mà chơi Roblox khá là lâu, các bạn sẽ biết cách đây khoảng tầm 1 năm nó sẽ có một cái sự kiện mà Creator Challenge luôn, hình con khủng long nhá. Thì bây giờ cũng lại có một cái sự kiện y chang như vậy các bạn. Và các bạn phải truy cập vào một cái tựa game có tên là Creator Challenge Quiz. Trong cái tựa game này các bạn sẽ trả lời là lần lượt những cái câu hỏi, ba cái thử thách. Mỗi thử thách sẽ cho bạn là tầm khoảng 3 câu hỏi. Và nếu các bạn trả lời sai thì không sao cả, trả lời sai thì nó sẽ cho bạn câu hỏi tiếp theo. Miễn tới khi nào các bạn trả lời đúng 3 câu hỏi trong một cái thử thách thì nó sẽ cho bạn cái vật phẩm. Đó là một cái đầu ha, rồi một cái ba lô các bạn, và một cái cánh. Các bạn hãy xem lại cái video trước của mình, cách đây khoảng tầm một vài tiếng gì thôi. Rồi ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ vào cái game nhé. Và cái link game mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video này. Thì những câu hỏi này đều sẽ liên quan tới cái Roblox Studio, nó cũng như là cái tựa game khủng long trước thôi. Là đầu tiên mình sẽ có challenge 1 là designing a battle map, thứ hai là building and testing, thứ ba là polishing and publishing ha. Như mình nói thì những câu hỏi này các bạn có thể trả lời đúng hoặc là sai. Và nếu các bạn trả lời sai thì nó sẽ cho bạn câu trả lời khác, cho câu hỏi khác đó các bạn. Còn nếu đúng thì cứ 3 câu thì sẽ hoàn thành được cái thử thách này ha. Khi bạn làm việc trong cái map thì ý tưởng tốt để cho bạn thể lưu game của bạn là gì? Thì mình nghĩ là mình sẽ chọn khi mà bạn có một sự thay đổi lớn và bạn không muốn mất tất cả dữ liệu ha. Đây, whenever making a big change, submit. Đó, that's incorrect là đúng đó các bạn. Tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Cách tốt nhất để bạn có thể di chuyển cái building, cái công trình của bạn là gì? Sử dụng move tool ha. Cái này nếu bạn nào mà xài studio nhiều bạn sẽ biết, rất là dễ. That's incorrect. Có thể các bạn sẽ không gặp câu hỏi giống như mình, thì các bạn cứ trả lời đại đi. Nếu trúng thì thôi, không trúng thì các bạn cứ qua câu hỏi tiếp theo ha. Tại vì mỗi người mỗi khác các bạn. Ở trong Roblox Studio thì cái việc gì giúp cho bạn setting player cái nơi bắt đầu thì chúng ta sẽ cho một cái spawn location object nha các bạn. Ok, 3 câu rồi. Đó, như vậy mình đã hoàn thành được cái thử thách đầu tiên, nó cho mình một cái đầu các bạn. Dễ đúng không các bạn? Được một cái badge nè. Rồi thử thách thứ hai là building and testing. Thì nếu bạn nào mà gặp những câu hỏi giống mình thì bạn cứ chọn ha. Nhắc lại là nếu giống mình thì các bạn cứ chọn giống mình, còn nếu khác thì bạn cứ chọn đại, vì việc trả lời sai nó không quan trọng. Playing a game to check it fun and bug free, mình nghĩ là vậy. Ok, đúng rồi các bạn. Chọn đại cũng đúng nữa. Cái việc gì sẽ dễ dàng hơn để giúp bạn có thể di chuyển và xoay những vật phẩm mà không ném nó đi? Mình nghĩ là câu là turning up collision các bạn. Đúng luôn nè, quá dữ dằn. Cái tab nào cho bạn Terrain Editor Located, tức là cái tab Terrain là xây những cái đất đai rồi các bạn, sẽ nằm trong cái tab gì ha? Mình nghĩ là tab Model, chắc là vậy. Không đúng đó bạn, nếu không đúng thì nó sẽ hiện là White Grind nhé. Công cụ nào của Terrain có thể thay đổi được texture mà không thay đổi cái shape hình dáng? The Pen Tool các bạn. Yay. Rồi, được cái ba lô. Wow, thực sự cái ba lô rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ tới bài học thứ ba nhé. Challenge thứ ba là Polishing Publishing, tức là Upload Game các bạn. Điều gì sẽ giúp cho người chơi có ý tưởng về game của họ? Đó là game icon and thumbnail các bạn. Đúng rồi ha. Bạn có thể cho phép của bạn chơi cái game ở đâu trong game setting các bạn. Và đúng. Và một khi game của bạn đã được publishing thì bạn có thể làm gì? 4 đáp án luôn. Mình nghĩ là 4 đáp án các bạn thường thường trắc nghiệm 4 câu ABCD, câu cuối á ABCD đều đúng ha, thì bạn hãy chọn. Quá dữ dằn. Rồi, được cái cánh các bạn, cực kỳ đẹp. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái gọi là cái event đi, Creator Challenge. Và mình sẽ nhắc lại cuối video nha. Nếu các bạn nào có câu hỏi giống mình các bạn cứ chọn, còn không á thì các bạn cứ chọn đại bộ đáp án, sai không sao cả. Và nếu bạn thích video thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.